Chúng ta đã bắt đầu chứng kiến những chú chó tham gia cuộc thi ngày hôm nay. Đây là những chú chó đại diện các câu lạc bộ của các FV địa phương khu vực phía Bắc. Bên kia có vẻ như vẫn chưa chụp ảnh xong. Chúng ta di chuyển bước vào trong một số